Cilipsu, khi bác chia sẻ nắng, ngày nay khi bác trong vì dây pi ở tây tạc ca cần lo mò để chi vật được bọc nhom mà đọc về ní ai thả đằng thả rương rào tròn cắt pi rương rào chỉ tra hơn nó không chạy chi vật được bọc nhom bàn tam pi tô chỉ là hồ đọc phần năng à lâu khi bạn miền này dùng sam sập năm chiêng á và sam sập pi sam sập bảy năm á chẳng đi ấy khi trong ai cái sao này khi trong tốt chỉ ai cái sao mua xem rằng chỉ ai cái sao xem rằng tôi luôn bọc trong bàn chỉ bảo vật bất để trong bàn thuộc trong các nâng đằng lư chùa bờ tiệt và lò máu để tạm bị tôi đó đó ai dụ phần nặng trong bàn ca bị tôi cứ trong bàn ca nấu ở trên rôm sọc sàn và nẹt tầng ốc này mình đã thuộc lư thế mà tàu trên rôm nó ngay nhá trên rôm sọc sàn nó bạn ta miền bóng ồn phục mại bóng ồn mùa chùm nguồn cướp lọc bàn tàu ruột nâu trên rộng sọc sàn đôi chùm đài và hai chi miền tràn nhóm trong này dây thì tất cả khiếp ca ruột nâu rồi bóng ồn để ruột nâu nồng trên rộng sọc sàn hai nhóm bàn ca bì nó ca bì nâu trên rộng lúc nhóm nó tôi để ca nâu trên rộng cứ nhóm chặt bàn nhóm nó tiền mà tay sực sàn mà tay sực sàn hay mà đài trong bàn nó cất bình chun cồn tàu riêng mà tay sực sàn hay trong bàn miên bong ồn miên bong ồn tiếng ốc cầm bay nhẹ tiếng ốc cầm bay nhẹ ca nâu trên rộng bà mùi nhé hay nâng cao nâu khai xìm riêp bì nhé hay nâng cao nâu khai bần kì mình chơi nó mùi nhé bà đại miền mà đai chung một chìa cầm hế đai chung bán chung một chìa cầm hế hay nâng bộ bộ bọc chung bán chung một phần phường mà đai cất chì nhé khai bần kì mình chơi ri ai bộ bộ bọc chung bán chìa nhé khai bắt đầm bò và hơi nhầm bò từ trên rồng vĩnh trên rồng để trên bàn rồi nấu và trên rồng sọc sáng cứ thật nấu rồng đèn và tây cầm chỉ trên rồng nốt miền tây chuẩn phải luôn nấu sao mày pol pol tế để ai cho rồi nấu tin bàn cá thì đam lấy cứ mai nhớ cứ rồi nấu nồng và tây cầm chỉ đôi bọc ồn rồi nấu sập thải nắng rồi tam khum sợ hai tí muối muối để luộc rồi nấu tay tay đòi tay đòi miên là sừng kềm sợi bột bột nó cứ miên sừng kềm miên bột bột cất chặt bằng khom và chỉ chuẩn khmai dơ ngồi thôi cả cho nó thuộc khẩm lang sầm lấp bọc ồn khmai sột tròn rập liền nè và rập liền nè hơi bàn phục nâng mặt đài bọc trong bàn càng lần lời cả tiền miền vô xa tế từ khi nè có quất quất tớ trùng rùng môn nâng đo trùng rùng cất sao tớ đo là tây thị bay đâm bay đầu tây thị bay của chúng ta hàng thay tây thay tê lăng lan trong rưỡi tây thay tất đợt chỉ cho được mai nó có đạn nơi nông kiều và nông kiều đi bộ mùi cái nuôi các đạn nồi có còng để bay để chun mai dân cái liệu màu vinh ở đó từ tết thứ bảy tết thứ bảy cứ xả ra làm rẫy và vì ai ông bọc nhom bá cứ cất tàu đò xả ra làm rẫy vì ai mà ai nhóm cất ở bàn cất đò thế cất tàu bàn thì tìm liệu màu vinh nâu trọ không đèn thay cái áo màu màu vinh và cái áo màu trôi màu vinh tớ mau cất vật kịch luôn cho chùm rôm sọc sán chùm rôm sọc sán nó cứ chỉ chùm rôm muối để chuẩn kịch luôn mai dưỡng để kịch rùi phật vì sự kriêm và chỗ cao nâu thì nó và để miền thay hay nâng Campuchia nó chùm đài nó cứ miền thay nâng Campuchia để chùm rôm và ta nhóm sông trẻ thà chùm rôm cứ miền tràn mà chung vinh tới Campuchia dưỡng cứ miền tràn chùm rạp ở chuẩn kịch luôn mai
ក្រុមហ៊ុនដែលមានការគ្រប់គ្រងពីលោកតាសុនសានបាទលោកតាសុនសានគឺជាប្រធានជំរំសុខសាន គឺលោកតាសុនសានគាត់មានក្តាប់ប្រជាជនគឺខ្លួននៅទីនោះដែលខ្ញុំបានដឹងដែលខ្ញុំបានរស់នៅបាទលោកតាសុនសានគាត់ប្រធានជំរំបន្ទាប់មកនៅជំរំសុខសាននោះគឺគេធ្វើសាលារៀនមានទីពេទ្យមានកន្លែងរៀនជាច្រើនតាំងពីបឋមតាំងពីមត្តេយ្យសិក្សារហូតដល់វិទ្យាល័យបាទ ហើយនៅមតីសិក្សានោះគឺខ្ញុំបានរៀនចូលរៀនមតីនៅអាយុ6ឆ្នាំឬក៏ 5ឆ្នាំហើយទងប៉ុណ្ណឹងឯងគឺខ្ញុំចាំច្បាស់ដែរទងតាប្រហែលជា5ឆ្នាំបាទ5ឆ្នាំបាទហើយខ្ញុំបានទៅរៀននោះសាលាមតីគេមានរបៀបរបបគេនឹងការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅទីនោះមានដូចជាទីនោះគឺគេ ពងរៀនដូចជាពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាចដូចគ្នានឹងឥឡូវនេះដែរពេលព្រឹកពេលល្ងាចប៉ុន្តែកូនសិស្សគេអត់ទៅផ្ទះទេគេរៀនតាំងពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចមតីសិក្សាបាទមានទៅដល់ព្រាមអ្នកគ្រូគាត់ឲ្យតម្រង់ជួរបន្ទាប់មកគាត់ចែកទឹកម្នាក់មួយកែវហើយនឹងថ្នាំដុសធ្មេញដែលគាត់ដាក់ឲ្យសិស្សដុសធ្មេញហ្នឹងគាត់ដាក់ចែកកូនសិស្សម្នាក់មួយៗរួចទឹកមួយកែវបន្ទាប់មកបែកខ្នង ត្រង់ជួរបែកខ្នងប្រុសមួយជួរស្រីមួយជួរខ្នងទល់គ្នាអញ្ចឹងមកបាទជួរស្រីផ្សេងជួរប្រុសផ្សេងមកកុមារាកុមារាផ្សេងកុមារីផ្សេងបន្ទាប់មកទៀតក៏ដុសធ្មេញឲ្យរួចអញ្ចឹងនេះគ្រូក៏នាំគ្នាកូនសិស្សហ្នឹងឯងនាំលេងលោតទាលោតអីដើម្បីហាត់ប្រាណហើយហាត់ប្រាណរៀន រៀនមតីគឺគាត់ឲ្យច្រៀងកង្កែបជើងខ្លីៗអីហ្នឹងខ្ញុំចាំបានខ្លះៗដែរហើយបន្ទាប់មកទៀតគាត់ឲ្យអានជំនាញក្មែរអក្រមក្មែរហ្នឹងសាមសបីតួនិងស្រាន់ស័យសាក់ពេញតួជាដើមដើម្បីឲ្យនឹងរៀបលេងគាត់អត់ឲ្យកត់ទេគាត់ណាច្រៀងរួមលេងអីសិល្បៈអីជាដើមបើទៅដល់ពេលម៉ោងបបគេមានបបគេនៅក្នុងសាលាស្រាច់គេមានរោងចក្របប អកលែងអាហារឋានហ្នឹងមានបបឡនំប៉័ងអីទឹកសណ្តែកអីនៅក្នុងសាលាមតីនោះទៀងអស់អត់មានចាំបាក់ទិញអត់មានចាំបាក់យកពីក្រៅមកទេគឺដល់ម៉ោងគឺមានគ្រូឬក៏មានសហគមន៍ឬក៏មានក្រុមការងារគេធ្វើហ្នឹងគឺគេធ្វើខាងដូចបបដូចខាងនំប៉័ងខាងទឹកសណ្តែកហើយដល់ម៉ោងគេ សរសុបអាហារគឺអ្នកគ្រូលោកគ្រូហ្នឹងគាត់នាំសិស្សទៅញ៉ាំ ញ៉ាំ ឆ្អែត អី រួច ពេល ព្រឹក ចឹង ពេល ម៉ោង 11 ចឹង គឺ កូន សិស្ស ញ៉ាំ ឆ្អែត រួច អត់ ទៅ គេ ទេ គឺ ស្នាក់ នៅ ក្នុង សាលា រៀន ហើយ បន្តមក ទៀត កូន សិស្ស ក៏ រៀន បន្តិច តួច ទៅ អ្នក គ្រូ គាត់ ឲ្យ សម្រា ឲ្យ ដេក ហើយ សាលា រៀន នៅ ជរុន វា ខុស គ្នា នឹង សាលា រៀន នៅ ស្រុក ខ្មែរ សប ថ្ងៃ ត្រង់ ថា សាលា រៀន នោះ គេ ធ្វើ ដូច ផ្ទះ ទាំង ឯង ប៉ុន្តែ លក្ខណៈ សាលា មក មកបន្ទប់ ដាច់ដោយឡែក អត់មានជាប់គ្នាដូច អាគារ វិញ ទេ ដូចតែ មកបន្ទប់មួយ វាយចិត្ត លក្ខណៈ សាលា រៀន ប៉ុន្តែ មាន តុក មាន កៅអី ដូច គ្នា ក្តារ ខៀន ដូច គ្នា ប៉ុន្តែ លក្ខណៈ ថា ដាច់ដោយឡែក បន្ទប់ ដាច់ដោយឡែក អត់មាន បន្ទប់ ជាប់ គ្នា ទេ ដាច់ដោយឡែក មកបន្ទប់ មក អញ្ចឹង មក រីឯ មតី គេ មាន អាគារ វិញ ដូច អាគារ យើង សប្ដាហ៍ នេះ ប៉ុន្តែ គេ អត់ ធ្វើ បន្ទប់ ជា ខណ្ឌ បន្ទប់ ទេ គេ ដាក់